Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 năm thực hiện nhiệm vụ quan trọng là xây dựng, lập, thẩm định các đồ án quy hoạch lớn của tỉnh, Khánh Hòa bước sang năm 2023 với mục tiêu nỗ lực hoàn thành các quy hoạch này trong quý 1, từ đó tổ chức triển khai thực hiện. Việc cụ thể các quy hoạch mang tính tầm nhìn chiến lược, diện mạo tỉnh Khánh Hòa trong nhiều năm tới sẽ là cơ sở quan trọng để thu hút đầu tư, phát triển mang tính đột phá sáng tạo, hướng tới đô thị trung ương theo nghị quyết 09 của Bộ Chính trị. Năm 2022, tỉnh Khánh Hòa phải thực hiện một khối lượng công việc rất nặng là công tác quy hoạch. Cùng một lúc, tỉnh phải lập, thẩm định, trình phê duyệt 4 đồ án, quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Nha Trang đến năm 2040, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045. Riêng quy hoạch tỉnh Khánh Hòa vào cuối tháng 12/2022, Hội đồng thẩm định nhà nước đã tổ chức thẩm định với 29 thành viên đồng thuận bỏ phiếu thông qua quy hoạch tỉnh trên cơ sở hoàn thành các nội dung góp ý. Tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu trong tháng 3/2023, quy hoạch tỉnh được phê duyệt, cùng khoảng thời gian đó là 3 quy hoạch còn lại. Các đơn vị chủ trì lập quy hoạch cũng phải bám sát cái mục tiêu tiến độ để làm sao mà cũng phải phê duyệt trong tháng 3. Thế thì sau khi 4 quy hoạch này được phê duyệt thì chúng ta thuận lợi là bắt đầu chuyển qua cái giai đoạn là triển khai thực hiện các quy hoạch này. Thì đối với cái quy hoạch tỉnh ấy, thì cái vai trò là sẽ định hướng cho các cái quy hoạch khác. Thì trong đó có các cái quy hoạch chung xây dựng như hiện giờ đang làm, và đồng thời nữa từ đó là các cái quy hoạch phân khu là chúng ta phải tiếp tục để hoàn chỉnh. Thế thì khi mà quy hoạch phân khu đã được phê duyệt thì chắc chắn là cái tính đồng bộ, tại vì chúng ta đang triển khai đồng thời, nó sẽ đồng bộ với các cái quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch tỉnh, cũng là cái điều kiện để chúng ta xây dựng danh mục dự án, tiếp nhận các cái nhà đầu tư, thu hút đầu tư. Đối với quy hoạch nền tảng, bao phủ các quy hoạch còn lại là quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục hoàn chỉnh quá trình tiếp thu, giải trình, báo cáo quy hoạch, gửi lại Hội đồng thẩm định nhà nước, trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, sau đó trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Có thể nói 2023 là năm bản lề tổ chức triển khai thực hiện các quy hoạch chung có hiệu lực. Trình tự thủ tục phải tuân thủ các quy định trong Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng. Thời gian tới, các ngành chức năng của tỉnh sẽ triển khai các giải pháp để quản lý, giám sát việc thực hiện đúng theo các quy hoạch đã được phê duyệt. Bên cạnh đó là nhiệm vụ phục kiến quy hoạch phân khu của các địa phương. Xây dựng sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban tỉnh, chỉ đạo các địa phương phối hợp các sở ngành khẩn trương rà soát các phủ kiến quy hoạch phân khu trên địa bàn, tạo cái công cụ để quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch theo quy định. Trong đó thì chú trọng đẩy mạnh cái việc phân cấp phân quyền để đẩy nhanh quá trình thực hiện. Thứ hai là quản lý chặt chẽ việc điều chỉnh các đồ án quy hoạch, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng, hạn chế đến mức thấp nhất cái việc xáo trộn và kéo dài thời gian triển khai do điều chỉnh quy hoạch, bao gồm các trường hợp điều chỉnh cục bộ. Trường hợp quy hoạch mà còn hiệu lực, việc điều chỉnh sẽ được xem xét thận trọng, đảm bảo vì mục đích phát triển bền vững của tỉnh. Và theo giải pháp là chủ động tăng cường công tác kiểm tra thanh tra, lồng ghép việc quản lý và giám sát quá trình thực hiện theo đúng quy hoạch được duyệt khi thực hiện các công tác về trật tự xây dựng. Dự kiến cũng trong quý 1 2023, Khánh Hòa sẽ hoàn thành phê duyệt và tổ chức công bố các quy hoạch quan trọng trên địa bàn tỉnh. Việc hiện thực hóa các quy hoạch cùng với đó là những định hướng mang tính khả thi cao sẽ mang lại nhiều cơ hội lớn cho Khánh Hòa trong thu hút đầu tư, có phần triển khai kịp thời và có hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù, thực hiện nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.